A Di Đà Phật, ngưỡng bái bạch trên chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni tham gia chứng minh. Pháp hội hai ngày đã thành công viên mãn. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con thành tâm tri ân quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni đã tham gia chứng minh, đặc biệt là sự thương tưởng quan hoài của hòa thượng trụ trì chùa Quán Thế Âm cùng các chư thầy đã giúp đỡ chúng con thương tưởng, ban lời đạo từ hướng dẫn chúng con, cho nên được cái hai ngày pháp hội đã thành công viên mãn. Thật là vô cùng xúc động, chúng con không biết nói gì hơn. Xin thay mặt cho đại chúng ghi lòng tạc dạ công ơn của quý ngài, quyết lòng một đời này y giáo phụng hành. Xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của quý thầy đã hướng dẫn chúng con trong hai ngày. Hôm nay chúng con đã vững vàng niềm tin, quyết lòng một đời này giữ gìn câu Phật hiệu chuyên nhất niệm danh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong lúc tổ chức, mặc dù chúng con đã cố gắng nhưng không có cách nào tránh khỏi những sơ suất. Kính mong quý ngài lượng thí tha lỗi cho chúng con. Chúng con cũng xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của quý khách và tất cả chư vị đồng tu đã đến đây trang nghiêm đạo tràng, giúp cho chúng con được pháp hội thành công viên mãn. Một lần nữa, thay mặt cho đại chúng kính tri ân quý ngài, kính chúc quý ngài thân tâm thường an lạc, tuệ đăng thường chiếu, trụ thế dài lâu, luôn là trụ thạch hướng dẫn cho hàng Phật tử chúng con tu hành. Thành tâm cầu hồng ân tam bảo gia trì cho quý ngài một đời này được vãng sanh thượng phẩm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Toàn thể hội chúng cho một tràng pháo tay. Cảm ơn lời cảm tạ của ban tổ chức từ cư sĩ Minh Đạt, hứa hẹn pháp hội niệm Phật thành tựu viên mãn và những pháp hội kế tiếp được tổ chức thành công hơn. Giờ đây xin mời ban cung nghinh quỳ quay trước mặt về sân khấu. Kính mời quý Phật tử cư sĩ đại biểu tại bàn thứ nhất cùng tiến về lễ đài chụp hình lưu niệm cùng với chư tôn thiền đức chứng minh cho buổi lễ chiều hôm nay. Giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài khởi thân đứng dậy trang nghiêm để chúng con lưu những tấm hình lưu niệm và đồng hồi hướng đến thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, pháp hội niệm Phật trang nghiêm thành tựu viên mãn. Kính toàn thể đạo tràng có một tràng pháo tay hân hoan đón chào và chúc mừng pháp hội niệm Phật thành công tốt đẹp. Thì đây xin những camera, những chiếc ảnh gia chúng ta cho những tấm hình lưu niệm khoảnh khắc hôm nay. Hơn 1.500 hành giả, ban tổ chức cũng như chư tôn thị thức tăng ni chứng minh, một lần nữa xin cho một càng pháo tay chúc mừng sự hiện diện pháp hội niệm Phật thành tựu tốt đẹp. Chúng con thành tâm hành lễ cung thỉnh chư tôn thiền thức tăng ni chứng minh hồi hướng cho chương trình chiều hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về công tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chương trình cúng dường lễ trai tăng
Pháp hội niệm Phật giờ đây đã hoàn mãn. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn thiền đức hồi quy khách đường để chúng con tiền bề cung đốn. Ba hồi chung trống bát nhã, cung thỉnh chư tôn thiền đức hồi quy khách đường. Toàn thể hội chúng chắp tay ngang ngực, cung tiễn chư tôn thiền đức tăng ni hồi quy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, con xin thông báo tuần sau là sẽ đến Pháp hội niệm Phật tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Vesak Chùa Tam Trúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Thời gian là 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024 đến 17 giờ Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2024 dương lịch, tức là ngày 3 và 4 tháng 5 năm Giáp Thìn. Kính mong đại chúng đồng tham gia. Và khi đến tham gia thì xin đại chúng số lượng rất là lớn, ở đó có thể số lượng lên đến 5.000, 6.000. Chính vì vậy là xin đại chúng đăng ký với ban tổ chức. Khi nhận được thông báo thì hoan hỉ đăng ký với ban tổ chức chúng con, để chúng con được sắp xếp bố trí chỗ ăn, chỗ nghỉ cho các quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con xin thông báo lại, hướng về ngày đại lễ Phật Đản và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuần sau sẽ là Pháp hội niệm Phật tổ chức tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Quốc tế Vesak
chùa Tam Trúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, thứ bảy và chủ nhật tuần sau. Xin các cô bác Phật tử nếu chúng ta tham gia thì hoan hỷ đăng ký với ban tổ chức. Khi nhận được thông báo thì ban tổ chức chúng con sẽ xin được sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ cho các quý Phật tử trong 2 ngày. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Và các cô bác hoan hỷ an tọa tại chỗ để chúng con xin cúng dường tới Pháp Bảo, chính là cái đài nghe Pháp chuyên nhất một câu A Di Đà Phật, chuyên nhất về phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Cũng như là một số Pháp Bảo có hồng danh A Di Đà Phật ạ. Con xin kính mời nhóm hộ thất giúp đỡ cho con ạ.